Chào các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Hiện tôi là admin của website hội làm nhiều nhanh.com. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề rất là quan trọng trong đầu tư, kinh doanh vàng, ngoại tệ, hàng hóa hoặc là chứng khoán. Thì chúng ta đã biết trong kinh doanh các cái mặt hàng trên thì cái việc mà chúng ta quản lý vốn là một việc rất là quan trọng. Rất nhiều trader đã thất bại khi không quan tâm đến một cách đúng mức đối với cái việc quản lý vốn của mình. Tôi lấy ví dụ, khi các bạn có một cái số tiền, một nguồn vốn là 1.000 đô, các bạn bắt đầu kinh doanh thì các bạn muốn chấp nhận cái rủi ro của mình là chỉ 10%. Với cái số vốn của mình đó là 10 là 1.000 đô, và các bạn chấp nhận cái biên độ giá biến động là 100 pip tương ứng với 10 giá vàng. Thì như vậy chúng ta sẽ giao dịch với khối lượng là bao nhiêu để cho cái giao dịch chúng ta hiệu quả. Nếu giá có đi ngược xu hướng thì chúng ta cũng sẽ dừng lỗ ở một cái mức độ mà chúng ta đã định trước, mức độ rủi ro chấp nhận được, và với một cái khoản tiền mà chúng ta định trước. Thì cái điều này là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tính đến trong cái đầu tư, để giúp cho các bạn có được một cái công cụ giao dịch hiệu quả và giúp cho các bạn có sự tính toán quản lý cái rủi ro của mình một cách hợp lý nhất. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn một phần mềm. Phần mềm nó có tên là phần mềm tính khối lượng giao dịch phù hợp. Để có thể download cái phần mềm này thì các bạn vào website hội làm giàu nhanh.com. Khi các bạn vào trang chủ, bạn click chuột vào trong download phần mềm. Khi bạn click chuột vào đây sẽ dẫn cho các bạn đến một trang giới thiệu về cái chức năng cũng như cách sử dụng phần mềm này. Trở lại với cái ví dụ từ ban đầu thì tôi xin nhắc lại, ví dụ như chúng ta có một cái số vốn là 1.000 đô và chỉ chấp nhận rủi ro là 10% trong cái số vốn đó mà thôi, và bạn cũng muốn chấp nhận cái rủi ro trong biên độ là 100 pip tương ứng với là 10 đô của vàng. Như vậy thì cái khối lượng mà chúng ta cần phải giao dịch bao nhiêu là phù hợp? Cái điều này là điều rất quan trọng mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Chúng ta kéo chuột xuống cuối màn hình và chúng ta click chuột vào download tại đây. Khi bạn click chuột vào đây, phần mềm sẽ được download về máy của bạn. Bạn mở phần khởi động phần mềm này lên. Đây là phần mềm có định dạng là file ASR, bạn chỉ cần click chuột vào là sử dụng được, không cần phải cài đặt. Sau khi phần mềm khởi động thì chúng ta sẽ set các cái thông số cần thiết. Giống như trở lại cái ví dụ ở trên, chúng ta thấy rằng là chúng ta có số vốn là 1.000 đô và chúng ta chỉ chấp nhận rủi ro là 10% trong cái số vốn đó mà thôi. Và cái biên độ giá mà chúng ta dự đoán nó biến động là 100 pip. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái khối lượng giao dịch phù hợp để thực hiện đặt lệnh. Chúng ta mở phần mềm lên. Chúng ta nhập các thông số đó vào. Thì sau khi khởi động phần mềm lên, phần mềm các bạn bấm Start và các bạn nhập thông số vào. Thí dụ như equity là chúng ta nhập cái vốn của chúng ta vào là 1.000 đô. Phần risk percent chúng ta chỉ chấp nhận rủi ro là 10%, thì chúng ta tích chọn để vào đánh 10% vào đây. Và chúng ta chỉ chấp nhận là biên độ giá nó dao động trong 100 pip hay tương ứng với 10 đô vàng mà thôi. Thì chúng ta đánh ở đây 100. Và sau đó chúng ta click chuột vào Calculate thì phần mềm sẽ tự động tính cho chúng ta cái số tiền mà chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro, đó là 100 đô tương ứng với 10% của 1.000 đồng vốn chúng ta bỏ ra, và cái đơn vị, cái giá trị của đơn vị giao dịch này là 10.000 đô, và khối lượng giao dịch mà phần mềm đã tính ra được cho chúng ta là 0.1 lot. Như vậy với cái số lượng khối lượng giao dịch là 0.1 lot
thì nó sẽ phù hợp với cái khối lượng giao dịch mà chúng ta mong muốn là chấp nhận rủi ro 10% mà dao động 100 bip. Chúng tôi sẽ đi vào một cái ví dụ thực tế hơn cho các bạn hiểu rõ cái công dụng của cái phần mềm này như thế nào. Thì chúng ta mở phần mềm lên. Thí dụ như chúng ta thấy hiện giờ giá thị trường là 1.221.94 đô. À, và bây giờ chúng ta dự đoán rằng là xu hướng giá vàng sẽ giảm về cái vùng giá là 1.190. Như vậy, nếu giá chúng ta đặt cái lệnh bán tại ở mức giá là 1.221.92 đô này, thì chúng ta sẽ chấp nhận dừng lỗ nó ở đâu? Thì chúng ta xem trên đồ thị, chúng ta thấy cái mức cản mà gần nhất ở đó là mức cản là 1230. 1230. Như vậy nếu chúng ta bán ở 1221, chúng ta dừng lỗ ở là 1230. Thì như vậy cái khối lượng giao dịch của chúng ta sẽ thiết lập như thế nào để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro và phù hợp nhất? Thì chúng ta mở phần mềm lên. Chúng ta bấm Start. Ví dụ như chúng ta có số vốn 1.000 đô. Chúng ta chỉ chấp nhận rủi ro là 10% số vốn của chúng ta mà thôi. Và chúng ta chấp nhận là cái biên độ giá là dao động là như nãy chúng ta đã tính, là chúng ta bán ở 1221 mà chúng ta dừng lỗ ở là 1230. Như vậy thì tương ứng với chúng ta dừng lỗ khoảng 9,4 giá, 9,4 đô. Để làm tròn thì chúng ta dừng lỗ ở là 10 10 giá vàng, hay tóm lại là 100 100 bip thì chúng ta đánh ở đây 100. Chúng ta bấm calculate. Thì phần mềm cũng tính cho ta được là cái khối lượng giao dịch phù hợp chúng ta chọn là 0.1 lot. Như vậy để cho cái giao dịch này an toàn thì chúng ta sẽ đặt một khối lượng dịch là 0.1 lot. Chúng ta sẽ chỉnh ở đây là 0.1. Chúng ta 0.1 là 0.1 lot. Và chúng ta thực hiện một cái lệnh lệnh bán ở giá 0.1 này tại thời điểm là với cái mức giá là 1221, và chúng ta sẽ dừng lỗ là ở 1230 hoặc là 1231 chẳng hạn, và chúng ta sẽ chốt lời ở là 1190. Và chúng ta khi sách thực hiện một cái thiết lập giao dịch như thế này mà chúng ta cứ yên tâm là để cái giao dịch này nó chạy theo cái xu hướng mà chúng ta đã định trước. Bởi vì phần lớn các trader khi giao dịch không quan tâm đến cái việc là thiết lập khối lượng dịch phù hợp và mức dừng lỗ và mức chốt lời, và hay có khuynh hướng là dời lỗ khi mà thị trường có cái sự đi ngược giá so với cái xu hướng mà chúng ta đã định. Và như vậy cứ việc là dời dừng lỗ càng xa hơn với cái mục tiêu ban đầu, dẫn tới khi mà nếu giá có cái sự đảo chiều thì làm cho cái giao dịch của chúng ta bị lỗ nhiều hơn, và như vậy dẫn đến cái vấn đề phân bổ quản lý vốn nó không hợp lý. Vì vậy để có thể quản lý vốn và giao dịch một cách hợp lý thì chúng ta nên sử dụng phần mềm tính khối lượng giao dịch phù hợp này. Để có thể tiện giao dịch thì các bạn cũng có thể để bạn vào trong cái website là hội làm giàu nhanh.com để bạn tải phần mềm này, hoặc là bạn download ở đường link mà tôi sẽ để vào trong cái phần giới thiệu của cái video này. Và hy vọng rằng cái phần mềm này sẽ giúp cho các bạn quản lý tốt các cái danh mục đầu tư của mình hơn và thực hiện các dịch nhiều hiệu quả. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.